Xin chào các bạn, bây giờ là Tuyên sẽ tập cho hai em nhỏ này biết bơi như cá. Hello everyone. Today I'm going to teach these 5-year-olds how to swim like a fish. Bây giờ Tuyên sẽ quăng hai cái phao này xuống nước, rồi mấy em sẽ bơi theo bắt cái phao này. Nhớ là hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước mới được tính nha. Now I'm going to throw these in the water and they'll have to catch them. Breathe in with the mouth and blow out with the nose. Rồi, em chuẩn bị chưa? Lụm được cái này là sẽ được một cục kẹo. Ai mà lụm được một cái phao là sẽ được một cục kẹo. Are you ready? Because when you get it, you get to eat one piece of candy. Đúng rồi. Còn bạn Quy chuẩn bị vô chưa Thi nè? Are you ready to compete? Nè, coi chị Hai Thi nè. Quăng xuống nha, ai lụm được một cái là được một cục kẹo nha. 1, 2, 3. Go. Giỏi quá, còn một cục, còn một cái nữa kìa, lượm luôn đi. Lượm luôn đi. Tuần này tôi nhận dạy bơi cho trẻ em quá nhỏ tuổi, thông thường mấy ông thầy gặp là cũng bó tay. Nhưng gặp người cá Tiun là chuyện khác, phải dành nhiều thời gian cho các em. Nên Tiun phải suy nghĩ lại. Quyết định chia sẻ kinh nghiệm này để mọi người hiểu cách dạy bơi cho trẻ em dưới 4 tuổi. Đa số ở độ tuổi này, dạy cho các em đều không chịu nghe lời. Một phần là do không hiểu, một phần là do ham chơi. Đối với những em ham chơi, tôi sẽ dùng đồ chơi để dụ dỗ. Còn đối với mấy em không hiểu thì phải kích thích sự tò mò bằng cách bắt chước. Vì ở độ tuổi này, mấy em thường tò mò, thích bắt chước hơn là bị sai khiến nghe theo lời. Xong chưa? Lượm được 2 cái chưa? Thở ra bằng mũi dưới nước, mệt là phải thở ra bằng mũi dưới nước. Đúng rồi. Ngóc đầu lên. Rồi bơi tiếp. Giống như mình đi bộ trên bờ đi, giống như mình đang đi bộ đi. Kiếm con thú gì đó, biết bơi chẳng hạn, cho các em xem trước trên tivi để làm theo. Vì mấy em còn nhỏ, tính cách giống như chúa Phật, rất yêu thích động vật. Em nào thích cá thì cho coi cá bơi, thích ếch thì cho coi ếch bơi, thích rái cá thì cho xem rái cá bơi. Thậm chí bỏ vô bơi chung với mấy em nữa. Mấy nhỏ càng mau biết bơi hơn đó các bạn ơi. Tự mấy em sẽ học hỏi từ các loài vật khi đã yêu thích chúng và chịu làm theo lời hướng dẫn của các bạn thôi. Vì tôi có kinh nghiệm tiếp xúc rất nhiều trẻ em học bơi ở các câu lạc bộ. Thấy được cách dạy bơi quát tháo làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ em, khiến các em bé sợ nước, rất tội nghiệp. Nên tôi khuyên những ai có muốn nhận lời dạy bơi cho trẻ em quá nhỏ tuổi thì nên đối xử tử tế với mấy em này. Đừng để chúng bị ấn tượng xấu về thế giới nước, là lớn lên không còn muốn làm người cá nữa mà thành kẻ phá hoại môi trường. Thật là tội nghiệp. Như các em bé gái này chưa biết bơi gì hết mà ham chơi quá chừng, tôi cứ dùng trò chơi này kia để dụ dỗ cho em ấy làm theo. Riết mà bơi gần giống như kiểu con ếch luôn rồi nè. Bây giờ tháo phao ra là bơi được luôn. Đã vậy còn biết đứng nước nữa. Thế đây, mấy bạn cứ xem học hỏi đi. Sẵn nói luôn, tôi cũng không muốn nhận lời dạy bơi cho trẻ em dưới 6 tuổi nữa. Mất thời gian lắm. Với cũng không có năng khiếu dọa nạt, la mắng trẻ em. Nên ai muốn cho mấy em mẫu giáo trở thành người cá sớm thì cứ liên hệ Tiun, rồi mình sẽ chỉ các ông thầy cá chuyên dạy bơi. Biết bơi thành cá rồi hãy tìm Tiun học bơi để trở thành người cá của thế giới nhé. Chịu không nào? Chỉ còn sửa cái chân nữa thôi là có thể bơi được rồi. Quạt tay qua hai bên. Đó, quạt tay qua hai bên, úp mặt xuống, thở nước ra, quạt tay qua hai bên để cho bơi nhanh lên nha. Gần về tới bờ rồi, về tới bờ rồi mình sẽ được lãnh kẹo nha em ơi. Wow. How many laps can you do without getting tired? Five. Fabulous. Yeah, five. And for you. P is 100. You can do 100? Four, a lot. Giỏi quá. Giỏi.
giỏi quá rồi, bây giờ chuẩn bị về rồi lãnh kẹo nha. Kẹo nè. Rồi, bạn này đã hoàn thành bài thi xuất sắc, xuống đón bạn luôn. Ok, cho hai cục kẹo nè. Không, đưa phao, đưa phao, đưa phao. Lên bờ, lên bờ. Lên bờ. Rồi, hai cục kẹo xứng đáng đúng không? Hai cục kẹo này dính nhau luôn rồi. Thôi, hai cục kẹo dính nhau bỏ vô miệng luôn. Trời ơi, kẹo ngon kinh khủng luôn. Ngon nhỉ. Có bơi không? Có chơi không? Rồi bây giờ em cũng muốn chơi đúng không? Rồi cho em chơi luôn, rồi bắt đầu em. Bạn Quy 5 Đã. Tuổi ở bạn... đi có 3 tuổi mà. Hả? Bạn Quy có 3 tuổi vậy hả? Trời ơi. Rồi bạn Quy 3 tuổi, nói tiếng Anh. Welcome to the competition for Wee. His Long name is Wee. He's only 3 years old and he's gonna be competing to get M&A. Đúng rồi. Chị Hai đeo cho em kìa. Trời, chị Hai thương em quá kìa. Gần được rồi. Cố gắng vô nha. Chà, cái bụng bạn Quy nhỏ quá bạn ơi. Rồi bây giờ nè, bạn Quy nhìn nè, tôi quăng hai cái phao xuống nước nha. 1, 2, 3. Xin lỗi nha. Rồi bạn Quy xuống nước chạy bộ. Chạy bộ dưới nước, quạt tay qua hai bên để lụm. Rồi chị Hai xuống rồi kìa. Chị Hai cũng muốn có kẹo của bạn Quy. Bạn Quy cố gắng lên nha. Rồi Quy, đi bộ dưới nước, đi bộ. Let's see là mẫu đi bộ dưới nước sao? Đó, vậy đó. Like walking. Đúng rồi. Đúng rồi, quạt tay qua hai bên, quạt tay qua hai bên. Quy ơi, quạt tay qua hai bên nè. Nè, thẳng tay ra phía trước, quạt tay qua hai bên nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Quạt tay ra hai bên nè. Đi bộ nè, thẳng tay ra. Đúng rồi, quạt tay qua hai bên. Let's in, lại đây làm mẫu cho em xem coi. Let's in, tuân. Let's in. Nè. Nè, làm mẫu giống cô này nè. Chưa, chị Hai chưa lụm được. Nè, làm mẫu giống cô này nè, nhìn cô này, nhìn cô này, nhìn tay cô này. Đó, làm giống tay giống cổ á, quạt tay qua hai bên vậy đó. Rồi. Đó, đi bộ lên phía trước, quạt tay qua hai bên sẽ lụm được. Thẳng tay ra phía trước, quạt tay qua hai bên. Nhanh lên để lấy kẹo. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Quạt tay qua hai bên, nhanh lên nè. Kẹo đang phía trước kìa. Rồi Quy. Trời ơi, chị Hai thắng rồi kìa. Chưa. Quy đi bộ đúng rồi đó, quạt tay qua hai bên. Speaking English. You're doing it right. Do high tails. Swim like a froggy. Up up. Đúng rồi. Đúng rồi, đi cái chân là đúng rồi đó, chạy thẳng lên phía trước nè. Mình kéo nước qua hai bên nè. Giống như con ếch vậy đó. Rồi, Quy cũng gần lụm được kẹo rồi. Rồi bây giờ chị Hai đã lấy được hai phao rồi. Rồi, kéo tay ếch. Về liền, bơi về. Đúng rồi. Mệt là úp mặt xuống, thở ra bằng mũi dưới nước nha. Giống như hồi nãy nè. Đó, nhanh hơn rồi đó. Rồi, chia cho em. Ồ, chị Hai lụm phao cho em luôn kìa. Chị Hai thương em quá à. Wow, she gave some floats for him so he can have to taste a marvelous candy. Rồi, yeah. Rồi, giờ chuẩn bị lãnh quà nha. Lụm kẹo, mang kẹo về lãnh quà nha. Tâm. Theo is going to get the studio little girl's glasses because it has been. Yay! As you can see over there, he's trying his best to get back with the two floats. Then there's Theon right there trying to help him. Over here, she
best to swim. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. He's making his way to the edge of the pool. Because the current, the wind pretty strong, it's pretty strong. As he's over there, certainly why is he throwing? Rescues. She's loading it as he makes his way back to shore. She's swimming so fast. Who will win the race? Hey, he will. He will win the race. Right there. Congratulations! Congratulations! Ngon không? Ngon không? Hồi chơi nữa không? Rồi, cho chị hai. Hai cục kẹo luôn. Chị hai đã lượm quà cho em quá xuất sắc. Bỏ hết vô miệng một lần. Đúng rồi. Giỏi quá.